em nha. Nữa gần nha, 1, 2. Hay nha, làm kiểu nha, 1, 2. Rồi, chúc. Mến chào cô chú và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em. Hiện tại em đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, thì tại thành phố Sa Đéc nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ cùng cô chú anh chị đi tham quan làng hoa Sa Đéc, lễ hội Festival của năm 2024 tại thành phố Sa Đéc. Thì mời cô chú và anh chị em theo chân em đi vào trong để tham quan cô chú anh chị. Đây là hoa giấy nè cả nhà, hoa giấy quá đẹp luôn, nhóc đủ màu sắc luôn, đúng là làng hoa Sa Đéc đa sắc đa màu các loại hoa luôn. Vườn hoa giấy ấu gì là 200k nè cả nhà. Lan hồ điệp quá đẹp, thơm. Ủa, lan này lan mới nữa nè, giống con nhất này nè, giống con hai màu này, màu này mình có rồi, màu này mình chưa nè. Lan này chân lâu lắm mới tàn nè. Quá đẹp. Lan hồ điệp. Thì các bạn mua thì ảnh sẽ đóng gói lại cho mình để mình vận chuyển về nó sẽ không bị dập cả nhà. Quá đẹp, tím không? Lan này bao nhiêu một chậu chị? Thank you.
đi trước đi. Vườn hoa kiển Ngọc Lan. Các bạn mà nếu như mà muốn vào vườn kiển này, Ngọc Lan này thì phải vào vé nha cả nhà. Vào vé thì vé người lớn là 40.000, trẻ em 20.000. Rồi mình sẽ được lên ngắm đài hoa rất là cao nha cả nhà. Ở trên cao mình sẽ nhìn xuống. Ở trên đây các bạn sẽ nhìn xuống khung cảnh ở dưới vườn hoa rất là đẹp nha. Cái này các bạn đang đổ vào trong để ngắm hoa trên cao, ngắm xuống. Gia đình mình đi đông không chị? Đi mấy đứa. Vậy hả? Mấy đứa con. Dạ. Qua này qua gì đẹp quá chị. Chỗ nào? Dạ qua này nè. Trăm mỗi tính rủ. Dạ. Trăm mỗi. Trăm mỗi hả chị? Ờ, trăm mỗi tí. Dạ, còn bên đây là đây cũng trăm mỗi nhưng trăm... mà màu vàng còn đó màu tí. Dạ. Ừ. Đẹp quá. Mình bán quanh năm. Dạ. Gà bữa nó rổ bông nó đẹp. Cái này, cái này nữa nó chỗ toàn là màu vàng không hay sao chị? Đúng rồi, đó nó ra màu vàng giống vậy. Yeah. Đó. Cái này nó còn hơi nhỏ, còn yeah, nó tăng lên chút nữa nó đúng rồi, đúng rồi. Chị thấy hoa kiển Tết năm nay mà chị thấy có khởi sắc không chị? Không, cũng thua năm rồi. Năm nay bán vậy chứ thua năm rồi nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nguyên nhân sao mà mình bán không bằng năm rồi đó chị? Kinh tế giờ làm như khó khăn á, người người ta đâu có chơi qua nhiều như lúc trước đâu. Dạ. Yeah. Ăn tao còn lo còn không xong nữa tới qua. Bây giờ năm nay bán chậm lắm. Dạ. Yeah. Cái này mình để đây mình trưng bày mình bán luôn ha, là mình có đem ra chợ đồ luôn không chị? Không, này mình để đây mình bán luôn đó. Dạ. Yeah. Để đem mà bán hàng công trình mà. Dạ. Yeah. Không có đem ra chợ là mấy người ta chọn ông Tết á. Dạ. Yeah. Hàng này mà hàng công trình là tới người ta cũng trưng bày nó bán được lắm. Hàng của công trình như mấy cái chỗ mà công viên rồi, công viên rồi hả chị? Ờ, rồi mấy người ta làm du lịch rồi đó. Dạ. Tới trưng bày. Dạ. Hàng này bán quanh năm. Qua qua này qua trăm ổi đẹp quá cả nhà ơi. Nè, bông màu quá đẹp. Hoa trăm ổi, hoa màu tím. Chụp đẹp lắm à. Dạ. Ở kia đông quá. Vậy hả? Thấy không? Vậy hả? Gặp mấy chỗ luôn hả? Không, dính gặp anh đằng kia rồi lại đây, lại đây luôn á. Đẹp quá. Dạ, coi thử rồi. Dạ, coi thử rồi. Đã lâu rồi. Ủa chứ cầu. À là ủa là cái chỗ xe điện hả? Mày quý cả nhà
vô bên trong ha, vô sâu bên trong á rất đẹp ha. Thì nào là qua kiển rồi đi qua cầu ha. Ngăn đây nè ông ơi. Đây là khung cảnh thật là ngăn đây nè. Rất là rất đẹp luôn. Đây có chiếc thuyền nè cả nhà, chiếc ghe. Quá đẹp rồi. Cánh đồng hoa hồng, dòng sông hoa. Dòng sông hoa. Đi đến đâu là qua bên đây xe đét thì đi đến đâu là cũng gặp qua thôi. Xong qua cả cái nhà thì sùng á toàn là hoa không à. Nói chung là tất cả cái gì cũng là đi đâu cũng hoa chứ không có mà không đẹp, không có cơm. Đang đói nè. Đang cái bạn đói ồn ào cái bụng của bạn chú đánh trống dữ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ đeo cơm chỉ thấy là ngắm hoa mà từ cơm thôi cả nhà ơi. À giờ xuất hiện phòng nha. Đứng nữa ta. Mắt nào ơi. Ô. Này là giống là một chỗ luôn là không có mà làm mấy xong cái nhà. Lên có thể là mình đứng lên nó không có lắc nữa nha. Đó thì là, mấy cái nhìn cái sụn này xuống đây mà ca những cái bản mà như dòng sông quê em rồi ha, hoặc là cái bản về Sa Đéc rồi ha, là thôi là cực kỳ luôn. Rất đẹp cả nhà, thì đến đây thì chẳng khác nào là lọc vào một cái thiên đường hoa. Thiên đường hoa, gọi là thiên đường hoa. Bây giờ xin mời cả nhà đi sâu vào bên trong nữa ha. Đi sâu vào bên trong nữa thì khung cảnh nó còn đẹp dữ nữa. Cái này chỉ nó mới có mở phần một thôi nha cả nhà. Đó, vô bên trong nữa thì càng đẹp hơn nữa. Đó. Đây là mọi người những cái dịp này là các bạn là Tết đó cả nhà. Hôm nay giống như là một ngày Tết của nguyên đán của Hoàng Sơn miền Tây lần đầu tiên để đến đây. Cái này là tuyệt vời. Đúng rồi, bên xã cánh đồng hoa làng hoa Sa Đéc. Có cái mày á quá trời luôn. Cái gốc mày này là quay vào cái kia nãy mày đập cái nhà. Đó. Rồi đó. Mày này là cổ thụ cái nhà. Này là cái hình dáng rất là tuyệt vời. Wow. Chưa từng thấy một cái mai nào mà cũng khiếp như cái mai này. Tàn là cũng rất là đẹp luôn nha. Quá tuyệt vời. Bởi vì nói là mình đi ra ngoài á xem những cái báo vật của mà rồi quay lại đi. Mình biết mới biết được là cái giá trị những cái cây mai ha. Chứ ở nhà không thì mình chỉ thấy cái mai nó nhỏ thôi. Ra ngoài đây thì thấy cái nào cái nấy nó to như là cái cục bình vậy đó. Xin chào chị. Chị chúng là người quay hả chị? Dạ chào. Dạ. Kênh chị YouTube cái gì? Chị là khách chơi. Dạ. Ở Bình Dương, Bình Dương. Ở Bình Dương vào ha. Bình Dương dạ, vào. Bình Dương vào dạ. Chào chào hai chị dạ. Dạ cảm ơn chị. Chiếc thuyền hoa đẹp quá. Có cái gió luôn cả nhà. Cảnh các bạn đi trên con đường con con. Cái bé gì nào nó chụp ha.
thêm nha. Chia sẻ để em có động lực ra video tốt hơn và chất lượng hơn gửi đến quý cô chú và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em. Xin chào tạm biệt.